Honey come. Thôi đừng rủ mấy đứa bạn kia hết nè. Mấy bạn này ở nhà canh nhà nha. Dạ thưa quý cô bác anh chị, thì hôm nay em sẽ đi đăng bắt cá. Mình sẽ phóng sanh những loài cá lớn bị bắt trong cái đăng. Những con cá này nó lên bờ một chút là nó sẽ bị chết, nên mình phải giải cứu. Honey, honey come. Những con cá này lên bờ là nó sẽ chết nên mình sẽ giải cứu liền luôn. Rất là thú vị. Thì hôm nay được cái duyên là đi phóng sanh hồi hướng cho các vị hương linh là chị Hoàng Thị Anh. Để nhớ lại coi. Hôm nay được cái duyên đi phóng sanh hồi hướng cho các hương linh là bác Nguyễn Văn Chánh, bác Lý Nam Hiêu, bác Nguyễn Thị Thạnh và chị Hoàng Thị An. Thì việc phóng sanh mà cá đăng này á, phước báo dữ lắm. Bởi vì những con cá này trong tự nhiên mà là cá lớn. Cá lớn là vai trò nó hơi bị quan trọng. Thì sẽ phóng sanh hồi hướng công đức đó cho các vị hương linh mau chóng giải thoát khỏi cái biển khổ để đến được những thế giới tốt đẹp. Tiếp theo đó em sẽ hồi hướng sức khỏe cho chị nghệ sĩ Phi Nhung và bác Lý Cẩm Lũy. Dạ thì hôm nay là cái nhiệm vụ của em đi phóng sinh một cái mô hình mới như vậy cho quý vị xem. Thì phóng sanh kiểu em là đúng pháp nên phải cực hơn một chút. Sau cái chuyến phóng sanh này chắc chắn sẽ rất là thú vị đúng không Honey? Bên cạnh đó em cũng có đi phóng sanh thêm cá thòi lòi nữa đó. Hôm nay chúng ta có 3 ký cá thòi lòi để phóng sinh. Lát về có thả rắn không? Có rắn luôn hả anh? Rắn trên bờ hay dưới nước anh? Ok, vậy hôm nay sẽ tiếp tục đi thả rắn luôn. Không, thả là tao cho, tao thả vô nồi luôn. Thả? Ba sợi. Rắn gì tới ba sợi lần, dữ vậy đại ca? 600.000 ký, mình tính đi. Rắn 600.000 ký. Rắn này độc không? Đẹp không? Không biết có đẹp không. Vậy sẽ thả rắn luôn nha quý vị. Dạ. Thì hồi hướng cho tất cả những anh chị đã nhờ em phóng sanh trong thời gian qua, như là anh Tịnh Ý, anh Trường Thành, anh Ti và các vị khác nữa mà em chưa nhớ tên. Thì hôm nay mình sẽ làm một chương trình phóng sanh kép, thả dưới sông, dưới biển, thả trong rừng đó. Hôm nay là mình sẽ phóng sanh có chim, có rắn, có cá đủ loại. Anh đi con, xuống đây nè. Không. Đi. Này tôi nắm con đi. Anh đi bữa giờ đi phóng sinh cho bao nhiêu vị Bồ Tát rồi anh đi nhớ không? À, phóng sinh cho anh Khổng Tường Phát. Cho những vị đã giúp đỡ cho Tây Ôn trong việc phóng sanh này, như Bồ Tát Trang Nguyễn, Bồ Tát Thánh Chân nè,
mình sẽ hồi hướng tất cả công đức những việc làm này cho những vị đó ha. Nói chung là cho tất cả những ai đang hỗ trợ tụi anh trong việc giải cứu động vật đều có được công đức này. Ok. Ok, lúng liền đi ơi. Lúng sâu liền. Ui, ui, ui. Được, 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 được. Cái độ. Cái này có cỏ mà không? Rồi lên thuyền. Bây giờ em xin được thả cá thòi lòi để hồi hướng công đức cho các vị hương linh Lý Nam Hiêu, Hoàng Thị Anh, Nguyễn Thị Thạnh. Giờ đây em mời anh mở ra giùm em luôn anh ơi. Đổ vô hay là bỏ trong cái này? Đổ ra ngoài.
hướng sức khỏe cho bác Lý Cẩm Lĩ và chị nghệ sĩ Phi Nhung. Phi Nhung cũng thả nữa hả? Ba của anh Tây, anh Tịnh Ý và các vị Bồ Tát, mong là mọi người tai qua nạn khỏi, sống khỏe mạnh. Đó. Rồi các thò lòi xuống bơi hết luôn rồi hả? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đi đăng ạ. Rồi, cá rất là mạnh nha. Lên thuyền. Mà đây luôn ha, hết đây ha. Dạ, hôm nay em đã đến cây đăng để mình kéo cá đây. Wow. Đúng. Rồi. Đây là một cái đăng. Khi nước lớn là nó sẽ cao lên tới cây cột trên kia đó ạ. Dạ. Bây giờ nước nó thấp rồi người ta mới đi bắt cá đây à. Bây giờ mấy anh này sẽ bơi vô để lưới cá và coi anh ấy bắt như thế nào ạ. Nước đang rất là trong và đẹp. Rồi. Nước sâu không anh? Cạn rồi hả? Nó cạn rồi. Rồi. Vô đó hả? Quý vị sẵn sàng chưa? Dạ dạ dạ. Anh đi trật tự cho mấy anh làm việc nha anh đi. Anh trên thuyền đi, canh thuyền đi. Dạ, nước thấp là nước tới cổ, nước tới ngực của em thôi. Chào bạn. Cây này leo lên cây này là bước vô được. Bước leo lên cây này là bước vô được. Rồi.
ở trong gốc. Cá nhưng mà nó lượn ra lượn lại lẹ lắm. Má cái đầu bự lắm. Ok ok, quay xem này, quay xem này. Ta ta lắc. Một con cá chẽm siêu to đang bị dính trong lưới rồi. Bây giờ mời mấy anh bắt cá thể hiện. Xong rồi anh giải cứu cá ra thể hiện sao. Cá chẽm cái gì á? Cá đuối. Má đâu bùi. Cá bùi. Ủa to dữ vậy. Chết rồi. Chết rồi, để ngoài lắc gì muối. Về anh muối hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thôi coi đây. Ăn cho muối gì. Chiến lợi phẩm của mấy anh. Cái đó quá bự luôn ha. Cá nâu. Dạ đây là bắt cá trong đăng. Wow. Cá chẽm mắt đỏ. Đây thêm một bạn cá chẽm nữa đã bị hốt. Đây 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 đây. Bò dưới dầu cái gì. Dạ đây là giải cứu cá tại đăng à. Anh chị xem ủng hộ giải cứu thì nhấn cho em một like. Coi đó như đó là cách ủng hộ đơn giản nhất. Một con sam. Sam cá à, sam đực. Một con sam đực để anh thả ra ngoài luôn. Đi đăng là người ta chủ yếu là bắt cá lo, cá lớn thôi. Lặn xuống anh coi cá tí. Honey thích đâu Honey. Hồi cho Honey phóng xanh nữa. Cá ăn con nhỏ xíu à. Bên này hết rồi, bên này. Bên này là em game lại rồi đó. Còn mấy cái nhỏ nhỏ nó xử ơi. Dưới đây có mấy con sàn nữa nè. Một con sam đực nữa. Này lặn 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 vui lắm quý vị ơi. Em tham gia. Tham gia mấy bạn người cá.
thêm một con sam đực nữa. Em giải cứu được sam đực ha. Để em dọn sạch cái lưới. Dọn sạch cái lưới để cho mấy con sam nó ra. Dính đường cá nâu đúng không? Đúng rồi, có con cá nâu bơi ở trong. Đâu? Nè, hồi nãy nó bơi trước mặt em á. Còn con chẽm nữa đúng không? Chẽm đâu? Bắt rồi. Bắt rồi. Nè nè nè. Nè 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 nè. Nó chạy cái nước em. Ở trong đây là em đùa sủi cho nó rồi đấy. Còn mấy con cá nâu nữa nha. Cá nâu to dữ vậy ta. Sao đây nhiều cá nâu quá ha. Rồi cá nóc. Để đâu nó mới sống được. Giữa giữa lên lên. Rách cái lỗ rồi. Rửa rách rửa. Kéo lên. Rồi đến nơi nổi đi. Lên. Ở trong đang lại dính được nhiêu đó thôi. Nhiều cá mình có 4 cái nha. Dạ, vậy là vô một cái đăng là mình bắt. Như vậy là xong một cái đăng. Bắt nó ra hết, nó kẹt trong đây là nó chết đói luôn đúng không mình? Rồi mọi người, bây giờ mấy ảnh bắt rồi em sẽ thả liền luôn nha, thả ra ngoài sông đây. Là bây giờ anh đem lên ký anh cân. Dữ lắm. Cẩn thận nha. Một cái rưỡi cá chẹm. Dạ. Rồi quăng xong em thả. Anh thả nó ra miệng lưới. Anh để miệng lưới cho bơi ra nè.
vậy là chúng ta đã thả ba chú cá chẽn về tự nhiên thưa quý vị. Tiếp tục con cá nâu. Nửa ký cá nâu to. Bây giờ tới cá nâu nhỏ. Ê, bỏ vô cái giọt này em thấy được hơn á. Thả nó vô hồi em xả xuống sông. Đây là giải cứu cá tại rừng đước nha quý vị. Cá này chết ha. Ồ, cá này biết chết nha. Đi hả? Nhanh lắm. Cá nào nhỏ anh bỏ vô. Còn mấy con nữa anh ơi, còn mấy con nằm ở dưới nữa nè, cá nâu nữa nè. Sao ta đi để mà không nhầm vô nhỏ. Giờ thả sao cho cá nâu bơi bơi. Thêm một ký cá nâu nhỏ nữa là xong một cái đăng. Thôi các anh chị, cá nâu rất là thông minh nha. Mới thả xuống cái nó chui ra khỏi lưới liền. Giờ mình đi đâu vậy sư huynh? À, bây giờ xuống tới cái đuôi hả? Giờ thi bơi hay lặn nè? Bây giờ tụi em sẽ đi bơi xuống dưới cái cuối của cái đầm này để chui vô giải cứu cá tiếp. Anh này thì bắt, em thì cứu. Đó, vui không? Chương trình rất là thú vị. Bài bắt đầu. 1, 2, 3, vô. Tới rồi. Ồ, trong này rác nhiều lắm sư huynh ơi. Hả? Làm gì? Ừ. Vài bữa nữa kìa. Hào ở đâu anh? Dưới mấy cây nè. Cây giấu được hào anh, cái đục rồi. Đục năng nè. Còn lý sâu sâu này. Sâu sâu này có. Ồ. Rồi chỗ này còn con nè. Bỏ nó quay ngay chỗ này là thấy được. Sao mùi này nó rác thúi dữ ta? Cá chết hả? Nè.
nước mà lớn lên này nó lên tới trên kia luôn, rác nó dính trên này quá trời. Wow, cho em chui vô với. Để quay, chui vô để quay. Đưa em chưa vô được. Có một hai con cá hả? Con hố về hố về. Dạ em lụm rác ở dưới đây xong rồi. Cho mấy cái rác nhựa về em la em xài. Nắp nhựa, đừng vứt rác nhựa xuống sông. Đây. Để lên bờ luôn. Dạ. Vậy là chỗ này nữa là hết nguyên cái cây này rồi ha. Nó chỉ có điểm đầu điểm cuối thôi. Là cá nó sẽ chui vô cái điểm cuối cùng và sẽ bị vớt. Ủa anh sao không vớt mấy cái rác này luôn? À để nhiều hả? Vậy hả? Là không đủ thời gian để bắt cá đúng không? Vì lý do không đủ thời gian bắt cá nên tụi em sẽ không vớt rác thưa quý vị. Em lo hút cá rồi. Ủa đâu vậy? Trời ơi, thượng đế ban cho em. À, chai xịt dầu thơm nè, còn luôn nha, xài được luôn nha nè. Thơm không anh? Nội đậu chai xịt phòng. Chai xịt phòng còn thơm không? Thơm. Nó còn thơm luôn quý vị ơi. Má này xịt cho người luôn nội ơi. Thôi thôi cái này thượng đế ban cho em xịt vô, cái này là quyến rũ nè. Xịt này vô là mọi người sẽ bị mê hoặc bể em. Dạ vậy là chúng ta vẫn còn ba cái đăng nữa, ba đăng nữa, đi một đăng rồi. Một chai xịt phòng, một gói mì đỏ, chỗ mình hình như có cái xe rác lớn vô chưa anh? Về hồi về gom lại để ra bao đó cho người ta gom. Đúng không? Bốn con quạ. Bốn con quạ tượng trưng cho bốn mình. Thưa anh chị, rác rất là nhiều, không thể giải quyết nổi. Xin đừng vứt rác, thải nhựa xuống nước à.
Rác này tất cả từ đất liền ta vứt và nó trôi dạt đi khắp nơi như vậy. Hợp luôn. Nằm trong hộp vậy. Có con giòn luôn. Bây giờ em sẽ vô khám phá cái đằng này ạ. Ok, vô nữa nha anh chị. Nhờ đồng chí Minh vớt rác giùm. Đây. Nhiều dữ vậy. Kiểu luôn. Có ba bi nữa nè. Cái gì baby gì vậy? Baby đóng rong luôn hả? Ở trong này là phân mà tao quấn lại anh chị, nó mọc lên cây luôn á. Vô. Vô đi mới cái đục nước sao nó quay được. Có phải chui vô không? Ừ. Có cá chẹm. Thấy cá không? Thấy. Nhiều không? Nhiều không? Có một con cá chẹm vừa vừa với mấy con cá nhỏ nhỏ. Ủa mình không khúc nào vậy? Cái nào ơi rác nữa. Cái nào ở đây thường thấy cá nâu với cá chẽm không ha? Cá mặn. Coi chừng cá chui vào trong cái hốc chỗ tiêu ôn rồi hay gì vậy? Có mấy con cá nhỏ nhỏ chưa tự rồi.
ơi, nhớ thấy con cá đẹp lắm. Dài, người dài dài bơi qua kia. Chảo á. Né qua góc đó nhanh, qua đứng. Ừ, qua đúng không? Ừ. Hả? Lặn xuống dưới đây tao chi vậy? Coi cá. Lặn xuống coi cá đẹp lắm. Mấy con cá dài dài đó đó. Wow. Con cá này dài sạch luôn nè. Đúng rồi, em thấy con cá đó đó. Mới thấy lần đầu á. Con cá dẹp má cái nậu để con cá rồi. Hả? Cái nậu. Mày hả? Rồi xong, tăng tăng này. Cái gì? Không, em cá nâu đâu sao đâu, bình thường hả? Dạ. Anh bị cá nâu chích một cái hả? Đau mà. Không, nó hạp thì nó hơi chết chết đê tí. Làm như chích thuốc tê vậy hả? Bị hoài, bị cá nâu hoài. Cá cháo coi chừng nó ăn cháo luôn giờ, sao em thấy nó quẹo cong người vậy? Nó dài quá. Ăn cho nó tụm nè. Trời, vớt được cái hũ. Không có quay tới quay lui được. Nó mang cái màn vô nó. Ngon lắm đúng không? Dính chưa? Nó qua bên góc bên kia rồi. Qua chỗ tiêu bên bển á. Em xuống em lùa nó. Đi chỗ khác rồi em
có đâu. Ra ngoài đây coi. Cua em không có. Cua em là em ngồi trong cái chỗ đó nó đâu có vô được. Mới chụp được cái đuôi nữa. Chụp được cái đuôi nó xong nó vụt rồi. Nó chạy sau lưng em nó trốn. Cái đầu á. Cái đuôi nó trơn lắm. Lùi lùi nó qua bên đít này nó lại. Thấy không? Nó khôn quá chạy xuống. Còn nó siêu khôn luôn á. Hôm nay có còn cá nâu nữa nè. Xúc này nó dính trong. Cầm cái đuôi nó không được, nó vũ rồi. Bắt được con cá kia chưa anh? Con cá đó là cá gì vậy? Cá măn hay cháo? Có thể nó là bạn của con này không? Tụi nó đi chung một cặp. Gì hả? Còn con này phải cá cháo luôn không? Cá cháo, cá măn rồi, cá chẽm rồi, tùm lum hết. Thấy nó bơi sợ qua sợ quả rồi nhanh dưới rồi. Cá này chắc sắp thành yêu quái rồi quá. Ghê thiệt. Kỹ năng của em ấy bơi hay thiệt. Này cá tiên hả? Cá tiên.
Một thằng cá nâu bự chà bá luôn ha. Wow. Con này thành tiên luôn rồi quá. Đây là một con tôm siêu to khổng lồ nha anh chị. Tôm này là tôm sú à. Tôm thẻ. Cho mình cầm nó cái. Đây là một chú tôm thẻ siêu to. Mấy anh này vẫn chưa được bắt được cá măng. Bởi vì chú cá này nó lặn quá là dữ. Có thấy rồi ta. Bây giờ em sẽ đi lặn với con tôm này trong khi đợi mấy anh này bắt được con cá măng. Cá măng này đúng là thông minh ha. Thấy nó luôn rồi. Ngày mai bắt được nữa không? Vậy hả? Rồi đó, bây giờ em sẽ ôm cái phu dưới này nha. Bỏ nó hả? Ok thôi, mình tha cho chú cá măng nó đi. Tôm thẻ siêu to nè. Nội ra thả. Ủa anh, vậy nó sống nổi không? Không, để cá nó bị chốc. Sống nổi đâu, cá đó nó vậy. Dạ cá này mình cứu xong rồi. Ờ à, nó cũng đi được rồi, con nó đi được rồi. Chưa. Không, con nó cỡ như con này. Bỏ lại đằng quán nhắn, cầm. Con này thì chết rồi nè. Do lo bắt mấy con cá kia mà không kịp giải cứu mấy con này. Đây cũng là một cái kinh nghiệm. Dạ, cá này cá gì thưa mấy anh? Cá măng này. Cá măng nó dễ bị chóc da lắm. Dạ. Sống không được thì giãn xanh nha. Dạ rồi. Vậy lấy con này cho bà chị em được không? Mấy con còn sống á. Sống cho đi. Ừ. Đúng rồi. Chứ con này nó chết rồi. À gì đó. Rồi. Cá này cái gì? Có cá cháp rồi. Cá cháp. Có người kêu ký rưỡi. Cá hành. Ký rưỡi. Còn con cá có cái sọc trên lưng. Cá hường. Giờ đây tôm thẻ lên bờ một chút là tôm thẻ sẽ chết liền. Chết rất là nhanh. Tôm thẻ tôm sú lên được.
Vậy là còn mấy đăng nữa ha? Còn 2 cái nữa. Trước đây còn 2 cái nữa. Dạ. Ồ, con cá nóc này sao nó biết phình to lên vậy? Hay vậy? Gì? Thả luôn. Nóc quá trời. Đó, con cầu nó đó. Đi. Nó phồng to lên ha. Ủa sao nó có cái đóng cái logo gì ngay lưng vậy? Giống như nhãn hiệu vậy. Ủa. Chưa. Rồi. Rồi. Đổ vô tắm. Ồ, mấy con cá đói chết rồi hả? Sáu trăm con. Để coi coi, hồi thả luôn. Vô tiếp đi, vô. À, được chưa. Chết rồi. Chết rồi nè. Này dễ chết quá vậy ta, thấy nó chết cũng nhiều chứ. Cá đói chết hết trơn rồi. Để đây tí lấy hả? Dạ, kỳ này bắt lên phải thả liền luôn à. Với bộ như vớt trong này ra rồi cân lên phát rồi thả luôn. Dạ đúng rồi. Mà tại nó nhiều loại cá. Dạ. Dạ. Chứ thả ra chết hết trơn à. Bây giờ dạ bây giờ cứu mấy con cá này rút kinh nghiệm sẽ làm nhanh hơn một chút luôn. À, vớt vô cái đó xong rồi lấy ra là giải quyết liền luôn chứ không để lâu. Con lên bò xíu con chết liền ha. Đây là cá cháp. Cá cháp có người chung. Cá hành. Cá hành hả? Cá hành. Ba lạng. Ba lạng cá cháp. Anh nhanh đi. Rồi cá nâu. Nửa ký cá nâu tiếp. Rồi thả giùm em luôn đi.
giải cứu mấy con này là mình phải thả nhanh như vậy nó mới sống được, lâu quá là nó chết. Bây giờ em đã tính được cái thời gian sống của nó rồi. Lên đường. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái đăng thứ ba thưa anh chị. Bây giờ cá vớt xong là phải đem lên cân liền rồi thả liền, không để quá được 5 phút đâu. Những con cá như là con cá cháo này nè, nó chết liền, nó chết rất nhanh, là tôm này, cua này kia. Rồi bây giờ em sẽ ở ngoài đây để mấy anh này vô vớt rồi xong rồi tính luôn. Bây giờ em sẽ ngồi đây em canh cá đây. Cá ra là em sẽ thả xuống đây liền. Và một anh ở đây là anh sẽ cân ký. Đó. Một anh tính tiền, một anh này anh tính tiền, anh cân ký và anh vớt cá. Và đây là anh thả cá. Nó theo 4 giai đoạn. Như một quy trình khép kín. Anh chị hiểu rồi đúng không? Đó. Phải ra đây phải phơi nắng ngồi đợi này kia. Phóng xanh cái này. Tay em rảnh làm gì đó anh chị. Đó. Tay rảnh thì hốt rác. Đây là cái đăng thứ ba và bây giờ là những con cá đang được bắt trong cái đăng thứ ba này. Cái chẽm bị đè vậy nó lên đường. Một chú cá chẽm đó là đã có người đặt rồi nha thưa anh chị, nên không cứu được. Đa số là cá nâu. Rồi chuẩn bị cân cứng. Sáu rồi. Bạn cá chẽm này bắt buộc phải ra đi bởi vì một chị đang mang thai đang muốn ăn cá chẽm. Rồi chạy tới đăng nó luôn cũng được. Bỏ xuống nước cho sống luôn. Bỏ xuống nước nó bị sốc nước. Vậy đây. Nó bị ngon lắm rồi. Vậy hả? Ăn hoài vậy trời. Cũng có tám rồi đó, không dám ăn mà em qua em rủ em ăn, cũng vợ em ăn cũng liền luôn. Vậy luôn hả anh? Làm sạch sẽ đi, nó trắng y như thịt gà vậy. Nó trắng. Cá nóc mà ăn được luôn. Trắng như cái thịt này, vậy. Cái này mình làm sạch sẽ lột da ra hết mà. Lột da ra hết lấy cái gan với lại cái thịt của nó thật. Cái da. Ừ, cái gan nó béo lắm, nội ơi. Anh hay quá vậy. Cái gan nó béo dạ rồi, cảm ơn anh. Cần tiếp. Và đây là cái đăng cuối cùng đúng không? Không, còn cái ở trong kia nữa. Còn một cái trong kia nữa quý vị ơi. Đây là một bạn cá chẽm không thể cứu được. Và tôi cầu nguyện cho bạn cá chẽm đừng oán hận khi đã bị bắt làm thịt, bởi vì bạn sẽ được đi đổi thân thể mới tốt hơn. Nếu oán hận thì bạn sẽ không giải thoát khỏi thân cá chẽm khổ đau này mà phải bị tiếp tục mang thân súc sanh nữa, nên đừng oán hận nha, mà hãy đi đi nha. Rồi đi làm thức ăn cho người ta. Để nước gì chi cho nó khổ đau vậy.
nó chưa chết đâu. Mình nghĩ cho nó nằm đây đi. Nó sống cũng dài quá hả? Tội nghiệp quá ha. Thôi kệ. Đi đổi thân thể mới mà chịu đựng một chút xíu nha cá chẽm. Mấy con cá chẽm này là nuôi được nha quý vị. Ở mấy cái nhà bè ở đây nè, người ta nuôi cá bè đó, người ta nuôi cá chẽm. Còn này là cá chẽm thiên nhiên. Cá chẽm bè thì người ta cho nó ăn mấy cái thức ăn độc hại tăng trưởng. Còn ba đăng nữa xong rồi. Một thằng cá nóc. Trời ơi, cá nóc gì to dữ vậy? Anh không sợ nó cắn anh hả? Này để vô cái tay trên ngang miệng cắn. Tuy không cứu được bạn cá chẽm to này nhưng em cứu được cá chẽm nhỏ thôi anh chị. Đây. Một con cá chẽm nó chặn lạng vậy vậy. Lạng cũng cân nữa, mười. Thả nó luôn cho rồi. Dạ, nó lại cũng bắt tao cần nữa. Này nó ác ghê ta. Con tôm nè, thả luôn đi. Yên công. Để cần mày. Con tôm nhỏ xíu. Làm nhiều. Cá này đúng là lạng rỡ. Lạng rỡ nó. Để trừ cái bao gần một lạng. Trời vậy đó. Trời. Anh thả luôn nha. Thả luôn đi. Rồi, đây thả cá chẽm. Bắt nó dưới. Rồi nó đi rồi. Rồi hết chưa? Rồi. Còn rồi, đang dục con cá nóc luôn hả? Dục cá nóc bự rồi hả? Trời ơi trời à. Tôi đã dục lên trên sườn rồi. Tính vô cái. Tính lặn đi. Rồi có cái này là. Thả đi em. Cá mớm mà nó có chích đâu sợ. Cá mớm ha. Ừ. Cá mớm đi đi cá mớm. Rồi đi rồi. Rồi tôm đi luôn đi. Rồi đi rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ừ. Vậy là đành chết. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, bây giờ tụi em đã đến cái đăng thứ tư là cái đăng cuối cùng để giải cứu những cái con cá bị mắc kẹt trong đây, không biết được bao nhiêu con đây. Và ở đây thì một con cá từ biển vào, anh biết tên đúng không anh? Này cá lạ quá. Đây là cá lạ từ biển vào. Nó là cá biển mà nó chết rồi. Còn đây là một con cá cháo. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái hàm răng của nó nha. Cá măng. Đây là cá măng thì tuy nó đã chết rồi. Cá cháo tới mùi nó sinh sản, nó vô nước ngọt nó sinh sản nha. Dạ. Yeah. Cá cháo giống như cá hồi vậy ha. Nó vô nước ngọt nó đẻ nhiều lắm. Nó cũng dài con này nó bự. À. Đây là một chú cá măng. Đã chết, một chú cá đối đã chết và một chú cá chẽm đang bị ép chết. Đây. Nhà một con tôm thẻ siêu to. Con cá chẽm này nó sống dài quá. Ủa nó hoài à Tion ơi. Bán giá gấp đôi cá chẽm bán không? Ôi, sao nó cho bà chị. Thấy con cá chẽm này nó sống nghị lực phi thường quá. Trong đây còn không? Đó. Cá chẽm nữa hả? Ô cá măng. Rồi Tion sẽ giải cứu con cá măng. Hay quá các bạn ơi. Một chú cá măng ra đi, đổi lại mạng sống cho một chú cá măng khác. Rồi nó thấy cá măng nó khoái nhảy xuống nước luôn rồi kìa. Con này ơi. Con mê cái gì vậy, từ từ. Theo kinh nghiệm của em, mới vừa vớt cá măng lên là phải thả nó liền. Chứ hồi nó gãy xương. Wow.
một con cá măng và một con cá chim vui lòng cân ký. Em xuống nước em quay cảnh nó bơi nha. Cá măng nhiêu ký? Cá măng 8 lạng. Rồi rồi, cho em bơi với nó. Giao lưu rồi. Nó đã đi rồi. Còn cá măng mà quay phim nó là đúng đẹp luôn á. Mới cứu được cá măng 8 lạng. Còn cá chim đâu sư huynh? Cá chim với cá nâu đồng giá hả? Cá chim cũng to. Cái này là tôm bầu đúng không? Chim nâu nữa. Con chim này sao mắt nó đục dữ vậy ta? Còn ba lạng. Rồi ba lạng. Rồi anh Minh hỗ trợ nè, cảnh quay dưới nước nè. Thôi rồi. À, nó bơi mẹ dưới nước. Bơi ra rồi hả? Cá nó bơi rồi, mình bắt lên. Thôi kệ đi. Lần sau cứu nữa mà. Thưa anh chị cô bác, thì đi đăng á, một tháng người ta sẽ đi đăng được 20 ngày. Đó, thì ai mà muốn ủng hộ em giải cứu cá bị bắt trong đăng á thì liên hệ, bởi vì một tháng làm được 20 ngày thôi, còn soi cá thời lòi á, một tháng được 15 ngày. Trong các phương pháp bắt cá thì cái phương pháp mà bắt cá te là ác nhất, bởi vì mấy người đi te đó người ta thường chích điện cá cho tất cả những con nhỏ lớn gì cũng đều bị chết hết. Thì ở đây là một tấm lưới người ta quăng vứt rác xuống sông, em sẽ lượm tấm lưới này về sử dụng lại. Đây, một cái lưới, ơi một cái lưới khá to luôn nha, đi thu hoạch cũng khá thành công nữa nha. Nè, lưới này bự quá, lưới to. Về muốn giăng lưới trồng cây hay là nuôi gia súc gia cầm gì đó được á. Đây quý vị thấy một anh kia đang te đúng không? Đó, ảnh đang te đó. Nó đi te là đi như vậy đó. Em vừa đi giải cứu cá, em vừa đi giải cứu dòng sông. Dạ quý anh chị cô bác, nhà ai có gia đình mình đang làm nghề đánh bắt cá mà làm nghề te mà te điện á, nói khuyên người nhà mình đừng bớt lại làm cái đó nha, ác quá, gây hại cho tương lai của các loài sinh vật sống dưới nước, hủy diệt môi trường. Và bây giờ em đi về chuyến này cũng có được một chuyến lợi phẩm, đây một tấm lưới rất to, bán được nhiêu tiền anh? Đây. Này hai con với nhiêu bịch lấy cơm á, nãy con nó cầm vô mẹ nó là nữ, nãy đi hai
ơi. Thôi anh thả xuống luôn đi. Rồi xong. Xong chương trình rồi nha quý vị, cô bác, anh chị. Hôm nay là một ngày giải cứu cá trên đăng. Bây giờ trên đường về thì còn sóng xanh rắn hữu hành nữa thưa quý anh chị, cô bác. Về còn đi sóng xanh rắn nữa. Tất cả cái công đức việc làm này xin hồi hướng cho những ai đang ủng hộ Tiêu Hôn giải cứu thiên nhiên và động vật. Cảm ơn các anh chị đã đóng góp vào cái chương trình bảo tồn động vật hoang dã ở trên rừng nước này nha. Ok, lên bờ thôi. Rồi, xong rồi mọi người ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một ngày giải cứu cá thành công. Có kinh nghiệm luôn rồi. Trời ơi, món quà từ mọi người tặng đến cho em mà sao quên được ta, hay thật. Một đống rác. Đi về một tấm lưới to như vậy mà người ta vứt xuống sông á thưa anh chị. Xin mọi người coi video này ý thức, đừng vứt rác thải nhựa xuống nước. Thì cái tấm lưới này còn hữu dụng nên đem về nhà cho mấy bạn xài. Còn rác này thì em đem về nhà em xử lý. Dạ. Chiều nay em sẽ phóng sinh rắn và chim bồ câu. Để hồi hướng cho nghệ sĩ Phi Nhung luôn ạ. Cô, như vậy là cái con dê của cô là biết kêu ba ơi. Là không có con dê nào biết kêu vậy luôn hả? Không biết, không có để ý. Nhưng mà sao con này nó kêu rõ vậy không biết. Con này nó kêu ba ơi rõ lắm luôn đúng không? Ừ. Dạ thế là nó đã bị giết. Mấy con chó xong rồi cho nó cắn lại. Con chó của cô á. Con chó cô hồi xưa cho đó. Sao ba hôm qua ba nói con chó cãi. Chó cái chó đực tụi nó luôn á. Vậy mà nó đừng cắn nó phí uổng con dê sự nghiệp hôm qua mà. Con dê thương nó như cục vàng, cục kim cương vậy mà bị giết. Lấy con chó hả? Bây giờ nhốt. Hôm qua ba nói hết hồn. Nhốt đầu nó ra làm sao rồi? Còn con đi về mấy bao rác đó. Rồi cô qua kiếm có gì không con? Bớt chó đi. Nhà cô đâu có nuôi dữ vậy? Nuôi. Nhiều còn tốt. Nuôi chứ, nuôi để
thì nó có nhà, chứ mai cô vây ra ngoài cô nuôi. Sao cho coi nhà hả? Để cho nó vây, nó coi nhà ở ngoài á. Vậy hả? Nè, lứt cây con, lứt cây, lứt cây. Thấy nó khôn không? Nó biết bắt nó đi. Biết bắt con nào? Con cây đó. Con lứt cây đó là con anh của cái con ở nhà cô đang nuôi á. Không, biết sao không? Bắt sang bên đấy là phải bắt buổi tối rồi cô. Chứ ban ngày con bắt đi về nó biết đường nó về. Nó biết đường sẵn rồi, khu này nó biết đường hết. Yeah. Con này nó tinh ranh lắm, cô thấy mõm nó không? Cái này nó mấy con đá nhỏ. Đó, nó nhỏ mà, tại nó giống to thôi. Yeah. Con còn bắt không được nó nữa. Một cái chuồng một con nó hư nó mà bây giờ hả lấy cứ lấy xô một cái nồi nước mà cho nó uống nè, nó vui rồi cái mình lên nhà cái này nó bới đủ luôn suốt ngày con đó hả. Tắm rửa nó chưa? Tắm rửa nó rồi. Lấy thằng anh nó về hai đứa ở chung đi. Nó ở chung cho nó khỏi ấy, không có con đến suốt ngày cứ thấy cô ra cứ ngày cho đi đái một lần. Đâu có... Mà sao không thả nó ra đi, nhốt nó hoài vậy? Nó đi không ăn. Nó đi không hả? Nó đi về đây không ăn mà nó về nhiều khi á, chết chết nó về vào trong vườn rừng á. Nó không có sửa thì nó kẹt vào cái cây gì nó chết thì sao? Nó đi về đây không hả? Nó đi về không à, thả lúc nào nó cũng đi về á. Lứt cây. Chịu nhận bà cố này không? Bà cố từng nuôi nó lại là cái giống chó đầu tiên cô đưa đó, Phú Quốc đó. Đi xong rồi con thả, đi thả cá hả? Đi phóng xanh. Lứt cây ơi, lứt cây, qua nhà mới ở không? Dễ dụ được tụi nó. Mấy này nó khôn lắm. Nó khôn.